chị là con đó kia kêu đó 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 chị con đó đang kêu mèo mèo không ý kiến gì là cao bực hoặc kêu nữa hết ý kiến nào. Là ý là hè nữa coi như là lạc rồi.
châu Á mà không mua, nên là mà Tây chưa thì cái gì mọi người giá đưa là Việt Nam mình nghĩ là không có, mà sao mà mình có luôn hả? Để dầu có mà sao mà không biết ăn không? Còn riêng bản đồ châu Á là nó gì? Châu Á đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Dạ, là anh trình bắt mặt ít bạn ơi.